Mọi người hãy nhanh tay lên nhé. Các anh chị mình muốn đặt phòng, đặt căn hộ tại Beach City An Dương Vương, vui lòng liên hệ fanpage Beach City, được đội ngũ của Beach City hỗ trợ các anh chị về các thông tin ạ. Ngoài ra các anh chị có thể truy cập vào trang YouTube của Beach City Việt Nam để có thể khám phá thêm các tòa căn hộ trong chuỗi hệ thống các căn hộ lớn nhất Đà Nẵng, Beach City.